báo thời tiết đêm mùng 4 tháng 11 ngày mùng 5 tháng 11, phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, có nơi dưới 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày nắng, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ.